Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý bác anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, chú ý 3 điều này: công danh phất mạnh như vũ bão, vét cạn túi thần tài, giàu hơn tỷ phú. Quý vị thân mến, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 là con giáp hiền lương, chăm chỉ, thích giúp đỡ người, nhưng tính tình hay cương trực có sao nói vậy. Chính bởi bản tính này mà thời trẻ chịu rất nhiều khổ cực, có người bị kẻ tiểu nhân hãm hại, anh em bạn bè không nhờ cậy được ai, một tay làm nên sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn từ nay tới Tết 2024 âm lịch, lá số tử vi dự báo, con giáp này nhờ ăn ở hy lành, tu tâm tích đức, nên về già được hưởng lộc trời, cho tiền bạc ùn ùn đổ về túi, thần tài, thần may mắn mở kho ban phát tài lộc, mọi khó khăn khổ cực trước đây đều tan biến. Thay vào đó là tiền tỷ cầm tay, tiền vàng nhét nứt két, từ nay đến Tết mua sắm thả ga không lo hết. Vậy, vận mệnh con giáp này sẽ biến động ra sao? Vận trình còn lại của năm 2023 âm lịch của quý vị cần làm gì để đón nhận được may mắn vào nhà? Và cách hóa giải phong thủy nào giúp quý vị kiếm được tiền tỷ về tay? Ngay bây giờ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Xét tổng quan cuộc đời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đoán xem số mạng tuổi này, số cùng với mạng lấm lần gian nan, thu đông sinh đặng mới vừa, lớn lên mạnh khỏe tài ba hơn người, xuân hạ lỗi số chẳng vừa, gian nan lắm độ hiểm nguy lắm lần, số mạng tưởng đã quy tiên, nhiều lúc nguy hiểm đào điên gặp hoài, số người phải chịu chân chuyên, tuổi trẻ cực nhọc tuổi già hiển vinh tiền, bạc như thể chiêm bao, nhiều lúc làm khá tốn hao chẳng còn, lắm khi trách trộm buồn thầm, người sao cùng tuổi họ cầm bạc muôn. Trời sinh người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mang mệnh thủy, mệnh thiên hà thủy, tức nước mưa trên trời, bản chất của nước mưa là mong manh, nên người mệnh thiên hà thủy cũng rất nhạy cảm, tinh tế, giỏi chăn lo cho mọi người, họ không phải là người quá sôi nổi mà thường có nhiều tâm sự trong lòng, lo nghĩ cho người khác và có lòng thương người lớn. Cũng chính bởi bản tính thương người, nên cuộc đời con giáp này thường thăng trầm bất định, số phận lên bồng xuống trầm, ít khi nào được yên ổn mà hưởng thụ cuộc sống. Thời trẻ, con giáp này gặp rất nhiều nguy nan, bệnh tật, cũng chết hụt vô số lần, con đường gia đạo thì long đong lận đận, xa cơ lỡ vận mấy lần, dù có sự yên ổn sự nghiệp một đời thì bản mệnh tuổi này cũng phải tự tay làm nên, anh em bạn bè rất nhiều nhưng hầu hết chẳng nhờ cậy được ai. May mắn từ sau năm 45 tuổi trở đi thì được quý nhân trợ giúp, hàng xóm quý mến mà tối lừa tắt đèn có nhau, nhưng cuộc sống vẫn còn rất nhiều khó khăn khổ cực, may mắn trời thương mà hầu vận số phú quý, tiền bạc sung túc, an ổn một đời. Nhìn chung tuổi Đinh Mùi trong cuộc đời có nhiều thay đổi về công danh sự nghiệp, nếu làm được nhiều điều phước thì được tăng thêm niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Tuổi Đinh Mùi tuy không thích tranh đua, đấu đá, nhưng lại có tài làm quản lý, lãnh đạo, được lòng cấp dưới, thuận lòng cấp trên, ấy vậy đôi khi bản tính nhạy cảm, hay mềm lòng, lại thường do dự, đã khiến tuổi này gặp phải khó khăn trong việc đưa ra những quyết định quan trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của bản mệnh. Nam giới tuổi Đinh Mùi được an nhàn từ trung vận trở đi, công việc gặp nhiều may mắn, có thể gặp nhiều khổ tâm về con cái, gia đạo cần đề phòng phần con cái xung khắc lẫn nhau. Sự nghiệp được gây dựng vững chắc, vấn đề tiền tài được điều hòa bắt đầu từ thời kỳ trung vận, về sau không lo sợ bị sụp đổ gì nữa. Nữ giới tuổi Đinh Mùi phải trải qua nhiều thăng trầm hơn, nhưng sẽ dần tốt lên vào thời trung vận và hậu vận về cả tình cảm lẫn tài lộc. Đường công danh không hoàn toàn tốt đẹp, bản mệnh thiên về kinh doanh buôn bán hơn là đi làm thuê, gia đạo có nhiều yên vui. Trung vận và hậu vận rất tốt đẹp, sự nghiệp hoàn thành từ sau trung vận, tiền bạc dư giả và bền vững vào thời kỳ hậu vận. Xét tổng quan năm 2023 âm lịch, tuổi Đinh Mùi năm 1967. Xem tử vi học phương Đông cho thấy,
bước vào năm 2023 âm lịch, gặp năm Quý Mão mệnh Kim là tương sinh rất tốt, Thiên Can Đinh gặp Quý là tương khắc, địa chi Mùi gặp Mão là tam hợp. Do đó, điềm báo trong năm Quý cô bác tuổi Đinh Mùi phải tự tay lo liệu mọi việc, hầu hết đều không nhờ cậy được anh em bạn bè nào cả. May mắn sự nghiệp trong năm được bề trên hậu thuẫn, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, tiền bạc cũng nhận được một khoản hậu hĩnh đủ để quý cô bác an ổn và sống sung túc cuộc sống của mình. Trong năm nếu có dự định nào muốn như xây nhà, mua xe hay làm ăn xây dựng hạnh phúc cho con cái thì quý cô bác cũng có thể tiến hành. Ngoài ra, năm Quý Mão người tuổi Đinh Mùi còn có sao giải thần, thiên giải nhập cung mệnh, cho nên có thể hóa giải hết tai ách, những hung tinh bay đến đều bị phá. Lại thêm sao cát nhập cung mệnh, nên có thể nói rằng năm Quý Mão là năm thịnh vượng của người tuổi Đinh Mùi, vì thế, họ có thể tập trung toàn lực tiến công. Đại lợi khi đầu tư hay sáng nghiệp, người sinh năm 1967 đại lợi khi sáng nghiệp, do có sao Thiên Ất Quý Nhân và sao Văn Xương chiếu mệnh, nên những người làm công tác văn học, nghệ thuật sẽ giành được nhiều thành công đáng kể, người này có thế vận cực đẹp, do có sao Văn Xương chiếu mệnh cho nên có thể tăng tiến, đặc biệt tốt cho việc thăng quan tiến chức. Về sự nghiệp và tài vận, năm Quý Mão, người tuổi Đinh Mùi đại lợi khi tiến công, nhất là vào 6 tháng cuối năm, nửa đầu năm có điểm vất vả hơn, vì thế bản mệnh nên tập trung toàn lực tiến công vào cuối năm. Ngoài ra, năm Quý Mão là năm người tuổi Đinh Mùi giành được đại lợi ở phương xa, với người làm công ăn lương công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao. Với người làm ăn kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của thương quan, đương số thu hút được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Được chính tài cát thần tương trợ, đặc biệt, vận trình tài lộc của tuổi Đinh Mùi tươi sáng từ nay tới Tết 2024 âm lịch. Nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh buôn bán, tăng nguồn thu phụ. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Có điều cần hết sức lưu ý cuối năm 2023 này sẽ không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn, bởi rủi ro vẫn rất cao, phù hợp nhất là lựa chọn hạng mục chung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lờ mờ, ắt có tiền chảy vào túi. Trong giai đoạn này, tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn nhiều, phần lớn là chi tiêu cuộc sống hàng ngày thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Phần khác có thể do bị thủ thuật lừa đảo, thận trọng khi hợp tác làm ăn, cũng như chọn đối tác làm việc cùng. Nhìn chung từ nay tới Tết 2024 âm lịch không có quá nhiều biến động với quý cô bác, bằng vốn hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của mình. Quý cô bác có thể giải quyết những vấn đề bất ngờ phát sinh một cách trơn tru và thuần thục, người làm lãnh đạo có thể dẫn dắt mọi người xung quanh đi đúng hướng, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Phương diện tình cảm nhìn chung khá êm đềm, vợ chồng đôi khi có mâu thuẫn với nhau, nhưng đều là kịp thời phát hiện ra vấn đề để cùng nhau chung tay giải quyết. Sau đây là luận giải chi tiết đầy đủ các phương diện của tuổi Đinh Mùi trong 2 tháng cuối năm 2023 này nhé. Đầu tiên, xét phương diện công danh sự nghiệp. Xem tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch nhận thấy, con đường sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi 1967 thênh thang rộng mở, ví như gặp đúng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là nền tảng tốt để tự do phát triển, thỏa chí tăng bồng. Cô bác hãy mạnh dạn tiến bước, thực hiện những dự định lớn lao của mình, buông dây dài ắt bắt được cá to. Cục diện tam hội thái tuế kết hợp với nguyệt lệnh lâm dưỡng báo hiệu, từ nay tới Tết 2024 âm lịch này, rất thích hợp để Đinh Mùi lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo. Sau giai đoạn chầy chật ở những tháng đầu năm, cô bác cũng nên đánh giá lại những việc mình đã và chưa làm được, từ đó điều chỉnh các dự án. Cát tinh trong thời gian tới khuyến khích Đinh Mùi tự tin và mạnh dạn trình bày ý tưởng của bản thân, người biết chủ động trong công việc sẽ được đánh giá cao hơn hẳn những người chỉ biết chỉ đâu đánh đấy. Sự nỗ lực chăm chỉ của bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Thực tế trong quá trình làm việc, bạn cũng gặp những khó khăn như người khác. Nhưng chính nhờ tinh thần không ngại khó, ngại khổ nên đạt được mục tiêu, trong khi những người khác phải chịu thất bại. Do được nhiều người yêu mến, cô bác còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương có thể định hướng cho cô bác những mục tiêu mới hoặc truyền dạy cho bạn những điều hay lẽ phải. Con giáp này hãy khiêm tốn, chăm chú lắng nghe. Bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích cho sự nghiệp. Nếu có thể giữ vững tinh thần quyết tâm như vậy, chẳng sớm thì muộn, những chú dê cũng sẽ tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình. Đặc biệt, thời điểm này Đinh Mùi còn có cả sao Tả Phù và Hữu Bật phù trợ, khả năng cao thời điểm này bản mệnh sẽ có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác, đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của con giáp này. Nhìn chung, khá nhiều cơ hội phát triển bày ra trước mắt,
quan trọng là bạn có chấp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh là điềm báo có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ. Đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức bạn bỏ ra bấy lâu. Cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, phá hoại danh dự của những chú dê. Cô bác được nhắc nhở nên thận trọng khi hành sự để không bị sập bẫy tiểu nhân. Cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc cũng như lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình mà khiến công sức bỏ ra đổ hết xuống sông xuống bể. Về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong 2 tháng cuối cùng của năm 2002 ba âm này, tuổi Đinh Mùi là con giáp may mắn được các tinh soi chiếu, thiên tài hậu thuẫn nên càng làm ăn buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ đáng để chờ đợi. Nguyệt lệnh lâm dưỡng vận, báo hiệu vận trình tài lộc của người tuổi này có xu hướng tăng dần, chứ không phải giàu có ngay sau một đêm. Mọi việc đều cần nỗ lực và tính toán chu đáo từng bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, vận khí đang tăng dần. Thích hợp để làm những việc quen tay hay đã có kinh nghiệm, không hợp để đẩy mạnh đầu tư ồ ạt, nóng vội lúc này chỉ khiến cô bác dễ nhận về cay đắng. Đừng quên tháng có thiên cầu hung tinh hoành hành, không có lợi cho việc làm ăn hay kinh doanh, đầu tư quá lớn, độ mạo hiểm và rủi ro cao. Chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, Đinh Mùi không cần phải liều lĩnh đặt cược hết những gì mình đã xây dựng bấy lâu. Họa tiểu nhân ẩn tàng cũng nhắc nhở tuổi này đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám, cô bác nên có sự tìm hiểu kỹ càng trước khi bắt tay làm ăn chung với ai đó. Đặc biệt là người chưa từng giao hảo trước đây, làm giàu cần quá trình bền bỉ phấn đấu và một tầm nhìn xa trông rộng. Cô bác có thể hiểu các mánh khóe trong nghề của mình, cũng áp dụng để thu lợi cho bản thân, song đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục. Với người làm công ăn lương thì trong thời gian này thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm hay những mối đầu tư ngon nghẻ mới. Điều này khiến cho những chú dê trở nên bận rộn hơn hẳn, song bù lại túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Khi vận khí dần ổn định, cô bác sẽ có thêm tả phù cát tinh nâng đỡ để thăng tiến dễ dàng, thu nhập sớm được cải thiện, do đó hãy cứ xông xáo, đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp, tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi, ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà thoái chí thì mãi nghèo đói, chẳng thể ngóc đầu lên được. Phật dạy rằng, tốt xấu xuất từ một niệm, nên trong cuộc sống này mỗi ngày đều có suy nghĩ khác nhau, nhân sinh quan khác nhau, có người LAC quan thì cũng có người bi quan. Có thể có những việc cô bác sẽ không tin và tâm linh là một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống. Tâm linh cũng không ở đâu xa mà nó ở ngay trong tâm cô bác. Chỉ cần cô bác luôn tích cực lạc quan thì đâu cũng sẽ xuất hiện cơ hội cho cô bác thể hiện. Sự chịu khó nỗ lực của cô bác sẽ không bao giờ là vô ích. Bởi chỉ cần sâu trong tâm cô bác vẫn vững tin và đức tin thì cuối cùng ông trời sẽ đền đáp cho cô bác, không bằng cách này thì bằng cách khác. Còn với ai bi quan, luôn oán trách số phận, không chịu vươn lên thì dù cơ hội có đến họ cũng không thể nào biết được, vì trong đầu họ luôn bị che mờ bởi sự tiêu cực. Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp nhiệm màu thì cuộc sống sẽ luôn nở hoa quý vị nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch cho thấy, ở phương diện tình duyên người tuổi Đinh Mùi khó mà có được những điều mình mong muốn. Tương xung cục khiến mọi thứ có nhiều biến động dữ dội hơn là bạn nghĩ. Dù không khí Tết đã cận kề nhưng tình cảm ngày càng rối ren, đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn, khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt. Thậm chí nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai người, khi đó thứ bản mệnh đánh mất không chỉ là người ấy mà còn cả mái ấm của mình. Thời gian này, mối quan hệ vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn chủ yếu là vì kẻ thứ ba xuất hiện gây chuyện thị phi, khiến đôi bên hoài nghi lẫn nhau. Cả hai cần bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, càng trốn tránh, nguy cơ rạn nứt tình cảm càng cao, vấn đề xuất phát từ cả hai phía. Nên đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho đối phương, mà không xem lại bản thân mình, hai người đều cần thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề để tháo gỡ khúc mắc. Về phương diện sức khỏe. Xem tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch nhận thấy, nguyệt lệnh lâm đất suy báo hiệu sức khỏe của bản mệnh giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực tinh thần, khiến bản mệnh đau đầu, stress, có thể bị sụt cân. Đây chỉ là những triệu chứng đơn thuần do cơ thể suy nhược gây ra, không phải là bệnh nghiêm trọng, nhưng nếu không được quan tâm đúng mức, chúng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật đáng ngại. Do đó, con giáp này cần tìm cách giải tỏa áp lực càng sớm càng tốt. Khi căng thẳng được xua tan, bạn sẽ thấy mình khỏe trở lại sớm thôi. Bạn có thể chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia, hoặc người nhà, bạn bè để lòng vơi nhẹ hơn. Đừng ôm đồm mọi thứ một mình,
bên cạnh bạn vẫn còn những người thật lòng quan tâm và muốn san sẻ với bạn. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Đinh Mùi theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. 1. Tử vi tuổi Đinh Mùi từ nay đến hết tháng 11 âm lịch, giai đoạn này vận trình công việc của người tuổi Đinh Mùi có nhiều biến chuyển tích cực. Tất cả là nhờ uy tín mà cô bác đã gây dựng từ trước đây nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng này sẽ cho cô bác nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, cũng như giúp cô bác vượt qua những nghi hoặc về khả năng của mình, nhờ đó giúp bạn khẳng định vị trí và lựa chọn của cô bác là đúng đắn. May mắn là trong giai đoạn này nếu cô bác gặp khó khăn thì ngay lập tức có người chia sẻ thông tin cho cô bác lời khuyên để cô bác tìm ra giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, đừng quá nhờ dựa vào những lời khuyên này, cô bác cũng cần phải áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của mình nữa nhé. Trước tiên cô bác nỗ lực tìm cách đã, sau đó mời nhờ sự hỗ trợ, lúc đó bạn mới khám phá ra nhiều vấn đề hay ho. Khi chưa thực sự bắt tay và thực hiện thì không nên vội vàng hỏi làm gì. Trong tháng mới, vận trình tình cảm của người tuổi Đinh Mùi trong thời gian này được cải thiện, cả người độc thân hay đã có gia đình đều có được những giây phút vui vẻ và đầm ấm. Quý nhân, Ngọ, Mão, Tiểu Nhân, Tuất, Sửu, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, con số may mắn 12, 94, 33. 2. Tử vi tuổi Đinh Mùi tháng 12 âm lịch. Tháng 12 năm 2023 âm lịch này, vận trình của người tuổi Đinh Mùi có nhiều diễn tiến bất lợi vì hung vận khá lớn, bản mệnh cũng có nhiều mối bận tâm và lắng lo hơn trong tháng chạp này. Mưu sự có thể không quá thuận lợi, nên cần có sự tính toán cẩn thận để điều chỉnh kế hoạch kịp thời, vừa phải đối mặt với xu ung thái tuế, lại vừa không được nguyệt lệnh ủng hộ. Những chú dê gần như luôn phải tự lực cánh sinh để giải quyết việc lớn nhỏ trong tháng này mà không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. Nếu có người nhúng tay vào, đó đa phần chỉ khiến mọi chuyện rối ren hơn, vậy nên bạn không nên có tâm lý chờ đợi hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Tháng này bạn cũng nên chú ý thái độ cư xử và từng lời ăn tiếng nói của bản thân, tránh gây hiểu lầm không đáng vì không nói rõ ý hay người nghe có tâm tư khác nên cố tình xuyên tạc lời nói của bạn. Tài vận bị ảnh hưởng của đại hao hung tinh nên giảm sút khá mạnh, các nguồn thu không tăng, trong khi phải chi quá nhiều. Đây là tháng giáp Tết nên chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra khoản không nhỏ để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Vận trình tình cảm của tuổi này khá rối ren và xảy ra nhiều biến động, đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt, vấn đề xuất phát từ cả hai phía, nên đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho đối phương mà không xem lại bản thân mình. Sức khỏe tuổi này có dấu hiệu đi xuồng, căng thẳng máp lu sùm chính là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi, tim ẩn nguy cơ bệnh tây tim. Con giáp này cần tìm cách giải tỏa càng sớm càng tốt. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, Tiểu Nhân, Thìn, Tuất, màu sắc cát tường, trắng, xanh, con số may mắn 34, 91, 22. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi 1967 cũng đã sắp bước sang năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Đinh Mùi nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi Đinh Mùi. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Đinh Mùi nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Đinh Mùi trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Hợi 1959, tốt, Nhâm Tý 1972, tốt, Nhâm Ngọ 2002, tốt, Canh Thân 1980, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Tân Mão 1951, khá,
Tân Dậu 1981, khá, Canh Dần 1950, khá, Nhâm Thân 1992, khá, Đinh Hợi 1947, trung bình. Các tuổi Sông Đất xấu với người tuổi Đinh Mùi trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Tỵ 1965, xấu, Mậu Tý 1948, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Kỷ Mùi 1979, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Bính Dần 1986, xấu, Tân Mùi 1991, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Bính Thìn 1976, xấu. Bản mệnh Đinh Mùi nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết, thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rắc muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu. Do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận.
Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Mẹo thứ 3, đốt phong long phù. Với một số nhà phong thủy thì phong long phù được dùng nhiều trong việc trừ uế khí, khai vận, chiêu tài, vì rất dễ làm. Thỉnh phong long phù đã được tẩy uế, khai vận, sau khi thắp hương ở ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài gia chủ thành tâm khấn lạy, khai báo đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và kêu cầu những mong muốn sở nguyện của mình để phù ứng nghiệm. Cuối cùng gia chủ xin tạ lễ và đem phong long phù đốt 3 lá ở các hướng tốt trong ngày. Theo quan điểm dân gian, phong thủy, xả xui có thể làm bất cứ khi nào cảm thấy vận trình của mình đi xuống hay gia chủ vừa lui tới những nơi có nhiều âm khí như đền chùa, bệnh viện, nghĩa trang, đi đám tang, khi về đều có thể làm để trừ năng lượng xấu, tà khí và kích hoạt vận may cho mình và gia đình. Thưa quý vị, dân gian có câu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có thể thấy thời gian tới, người tuổi Đinh Mùi sẽ có cả thiên thời địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ. Và để giúp bản mệnh tuổi Đinh Mùi dễ dàng tìm được quý nhân và tránh kẻ tiểu nhân, sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 dựa theo can chi ngũ hành. 1. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này khá ăn ý, chuột sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, luôn giải quyết các vấn đề về khách hàng, tổ chức và các sự kiện. Chuột thích kiếm tiền, thích địa vị và cái đầu làm ăn rất giỏi. Tuổi Dê không có hoài bão kiếm tiền nhiều như tuổi chuột nhưng khá sáng tạo, có thể đảm nhiệm vai trò của hậu phương. Nếu hai kế đầu cùng hợp lực, chắc hẳn sẽ tạo ra một đế chế khá bền vững. 2. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dần. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, Dần cần để không gian cho Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh. Trong công việc, Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng Dần vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của Dần là món quà tặng lớn đối với tuổi Mùi vốn bi quan và mẫn cảm. 3. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mão. Mối quan hệ giữa Mão và Mùi sẽ rất bền chặt. Hai tuổi này có những điểm giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau. May mắn là điểm khác nhau lại bổ sung cho nhau để hai con giáp này dễ dàng hòa hợp. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Mão, vì Mão không có khả năng làm được, Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. 4. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Sửu. Mối quan hệ giữa Sửu và Mùi có rất nhiều điểm cần bàn, vì đây là hai con giáp dường như đối lập nhau, mâu thuẫn giữa hai hành tinh này bắt nguồn từ bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi tuổi Mùi mơ mộng và có phần hơi lập dị, thì tuổi Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm, bởi vậy, họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu ở nhau. Người tuổi Dê cho rằng, chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Châu khiến người cầm tinh con Châu hạn chế khả năng của chính họ. Còn tuổi Châu thì thấy tuổi Dê sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc, nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Bởi vậy đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. 5. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thìn.
Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau, thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên, bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau, thìn thông minh và năng lượng dồi dào, sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Con mùi cũng thích chỉ huy nhưng là những việc ở hậu phương, vì vậy giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. 6. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tỵ. Khi là đối tác làm ăn, Tỵ và Mùi sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo, với điều kiện khi họ có chung mục tiêu, Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng và Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng, Tỵ sẽ là người ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. 7. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Ngọ. Nếu là đối tác làm ăn, Dê sẽ là người đứng đầu, vì con giáp này thích công việc quản lý hơn là ngựa, Dê suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt, nếu cả hai mở công ty thì ngựa có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là Dê. 8. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mùi. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính, bản tính lãng mạn, mơ mộng nên họ ít quan tâm đến việc đổi mới, cách tân để xây dựng công ty hoặc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Cả hai đều lãng mạn nên nơi làm việc của họ được trang trí rất nghệ thuật và hợp phong thủy. 9. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thân. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng. Thân thường chỉ ham vui chứ không thực sự là con người của công việc. Mùi là người có tham vọng phát triển các ý tưởng độc đáo nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng. Mặc dù thích quyền lực nhưng cả Mùi và Thân đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xu nỉnh, do đó họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. 10. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dậu. Mùi và Dậu có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc, rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn Mùi có thể đưa những ý tưởng, sáng kiến hay trong kinh doanh. Mùi khá may mắn, còn Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. 11. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tuất. Khi là bạn làm ăn kinh doanh, Mùi và Tuất có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngại giao tốt, Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc giao thiệp với khách hàng. Tuất rất trọng chữ tín khi làm một việc gì đó, Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. 12. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Hợi. Trong làm ăn kinh doanh, Mùi và Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của Mùi. Nhìn chung Mùi khá may mắn, nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do Hợi làm chủ. Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác, bởi vậy Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Lời nhắc mệnh dành cho tín chủ tuổi Đinh Mùi từ nay tới Tết 2024 âm lịch. Thứ nhất là không mù quáng kiếm tiền. Khi gặp phải thất bại, thời điểm ban đầu ai cũng nản lòng, nên dễ sinh ra ý nghĩ tìm đến con đường làm giàu nhanh chóng. Sống ở đời, tín chủ có một trái tim nhiệt huyết là vô cùng tốt. Nhưng khi rơi vào nghèo khó, túng thiếu, nhất định đừng làm việc này, đừng bao giờ mù quáng kiếm tiền, nhất là những người rơi vào nghèo khó, bởi khi ấy tín chủ dễ có tâm lý mặc kệ rủi ro, bất chấp tất cả để làm giàu. Những thị trường thay đổi không ngừng nghỉ, nếu mù quáng chạy theo mà không suy xét cẩn thận thì dễ mất cả chì lẫn chài. Thứ hai là những công việc có lợi nhuận cao ngất ngưỡng. Người ta vẫn nói lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao, những người nghèo ít vốn nếu chạy theo kiểu kinh doanh này thì chắc chắn sẽ mất hết tất cả. Cổ nhân dạy có đức mặc sức mà hưởng, tiền tài phúc phận ở kiếp này đều là do đức của tiền kiếp, hãy cứ chân chính mà làm ăn, giàu nhanh, giàu bằng những đồng tiền không chính đáng trong sạch thì sớm muộn gì cũng mất hết mà thôi. Thứ ba là giàu trong một sớm một chiều. Khi nghèo người ta chỉ nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền, thậm chí khát vọng giàu thật nhanh. Trên thế giới này đúng là có những người giàu trong tích tắc, nhưng họ đều là những người xuất chúng. Nếu tín chủ không có tư duy, kế hoạch như họ thì khó mà giàu nhanh được. Thế nên đừng nhìn người khác rồi áp dụng vào mình, bởi họ giỏi, họ thành công, không có nghĩa tín chủ học theo y chang cũng sẽ được như vậy. Thứ bốn là không tranh giành được mất. Nhiều người thành công chia sẻ rằng, trong quá khứ họ ngỗ ngược, ngông cuồng, luôn giành phần thắng, phần hơn về mình. Nguyên nhân một phần vì tuổi trẻ nông nổi, chưa hiểu chuyện, chỉ khi tuổi đã cao họ mới nhận ra rằng tranh giành được mất quả là vô nghĩa, vì cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm cho họ biết rằng thứ đáng quý nhất đó là sự an yên trong lòng, chứ không phải là cố gắng có nhiều vật chất, danh vọng hơn.
Lời Phật dạy về hơn thua đã chỉ ra rằng, con người cố gắng ganh đua, đấu đá, hãm hại lẫn nhau, chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí. Cuối cùng chết đi cũng là cát bụi, đâu ai có thể mang theo được gì. Sự thật là trong cuộc sống này, không phải là người luôn đúng, luôn khôn ngoan thì gặp may, ngược lại có những người được xem là khờ, là dại, còn chẳng cần tính toán gì nhưng cuối cùng lại được hưởng lợi thế, nên mới có câu. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ là vậy, tranh giành chỉ là thái độ của người không hiểu chuyện, họ không biết đâu là lẽ sống của cuộc đời, cứ tưởng càng nhiều càng tốt. Thế nên trong cuộc đời này làm gì cũng cố gắng hết sức, dù kết quả có không được như ý thì cũng cảm thấy vui vì nỗ lực của bản thân, chẳng có gì để hối tiếc cả. Cuộc đời chẳng ai lường trước hết được có những gì sẽ xảy ra, thế nên cố gắng tránh bốn điều đại kỵ này để cuộc sống luôn an vui trong bất cứ hoàn cảnh nào tín chủ nhé. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.